mọi người nhé Chào tất cả các bạn. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với cái mùa giải thứ hai của cái Độc Quyết Vinh Dự ấy. Thì đây là của server cùng từ server 1 cho đến server 5 nhé các bạn. Hình như có cả server 7, server 6 nữa, server 8. Vậy là từ 1 đến 8 các bạn ạ. Thì cụm này chúng ta sẽ xem là đợt này ai sẽ là người giành vô địch. Đấy thì chúng ta sẽ xem đây. Thì hiện tại mùa thứ nhất ấy Thì nam đẹp trai đứng thứ nhất ờ, Thứ hai là Quỳnh Vi Thứ ba là Kaiser Thì mùa thứ hai thì vẫn như vậy Nhưng có sự thay đổi ở vị trí thứ ba Đó là ly gần đã lên thay vị trí của Kaiser Thì mình thấy Ba người này đều là thánh các bạn ạ Đấy các bạn thấy chưa Thánh nó rất là vô đối Trong giai đoạn này à, Đối với tốp cũng như là đối với ranh tấp Nói chung là tốp thì nạp nhiều Nên nó sẽ bùi đồ hình khác với so với nông dân Mình là một nông dân chơi thánh Các bạn à, xem series của mình nhiều cũng biết Mình tuy rằng chỉ nạp có khoảng 600k Nhưng mình đánh được hết tất cả các um, phe khác cũng như là đánh được chênh lực chiến từ 2 triệu đến 3 triệu. Sắp tới thì mình có thể đánh chênh được lên tới 5 đến 7 triệu được chuyện bình thường. Thì chúng ta sẽ review cái nick nhé. Thì cái nick đầu tiên là nick của Nam Đẹp Trai. Nick này nạp tỷ trên 1 tỷ rồi các bạn nhé. Thì đợt vừa rồi nick của Nam Đẹp Trai có một cái là chưa có chúa tể địa ngục. Bây giờ thì Nam Đẹp Trai đã có chúa tể địa ngục rồi. Các bạn nào mà mới chơi hết thì đối với cái vấn đề về này thiên kỹ này thì nó rất là quan trọng nếu mà các bạn chọn sai thiên kỹ ấy, thì rất là nguy hiểm khi mà các bạn mới chơi các bạn chưa biết gì ấy thì tốt nhất các bạn cứ chọn cái này đi cho mình bởi vì cái này con nào cũng xài phe nào cũng xài các bạn chọn cái này đi hoặc là những cái gì nó đơn giản thôi thì cũng được còn những cái này thì sau này các bạn khoảng ví dụ như mình bây giờ là ngày thứ 13 đúng không? Khoảng ngày thứ một nông dân là khoảng ngày thứ 16, ngày thứ 17 mình có thể lấy được cái này rồi. Thì nick mình khoảng 4 ngày nữa là lấy được cái này, 3 đến 4 ngày nữa sẽ lấy được cái này thôi. Ờ à, ngày xưa hết nick của nam đẹp trai là mặc cái này vào. Đấy, nhưng mà cái này vào thì hiện tại nó thừa đam rồi nên chưa cần lắm. Thì bạn này bây giờ cho cái này ở con quan âm. Bây giờ nick của nick của nam đẹp trai đã bưu chuẩn chỉnh rồi các bạn nhé So với những cái đợt mình review đợt trước cho các bạn xem Thì đợt này đã có sự uh, chuyển biến này Chắc là có người hỗ trợ support gì hay sao có thể thay đổi thôi ở uh, Nam đẹp trai đang sử dụng cái này Nghĩa là sau khi tấn công nếu bạn thân thần tướng ở vị trí hàng đầu Hồi cho toàn độ thần tướng phe ta một điểm nổ khí Thì mình không biết là lóc cái này là nó có hiện À vậy là nam đẹp trai đang tính cho con này nam chính các bạn Đấy nó nói chung là mỗi người có một cách chơi Đấy nam đẹp trai thì hiện tại là ngộ không không phải nam chính Nghĩa, nghĩa là ngộ không sẽ là đam vừa phải bởi vì ngộ không đam cũng to rồi bây giờ bây giờ là chủ nick muốn làm hai đam chính đó là vừa ngộ không vừa quan âm mới cho quan âm cả cái này nữa cái này thì giai đoạn đầu đam càng to càng sau thì đam giảm xuống đấy vậy là um, chơi theo hệ là hai sát thủ ấy muốn là dồn đam kẻ địch rất là nhanh à, về vấn đề cái thẻ biến hình thì chắc chắn là lấy trư bát giới rồi à, các bạn mà muốn xem theo thiên kỹ thì trư bát giới đây là thiên kỹ tanh này đúng không bất tử này thêm choáng này à, tiếp theo nữa là đợt này có tiểu bạch long này tiểu bạch long thì siêu tanh luôn hai cái này là siêu tanh nhé các bạn đằng vân giá vũ và bản sắc yêu thương cái này thì siêu tanh rồi không nói gì nữa rồi cái này thì cũng là tanh đấy rồi thêm một cái hỗ hỗ trợ cho phe nữa khá là tuyệt vời cái này là phản đam nha các bạn thì nam đẹp trai hiện như hiện tại là nam đẹp trai út chỉnh rồi gọi là trùm sò rồi các bạn à, Các bạn có thể thấy là 170 triệu lực chiến Hàng một So với Quỳnh Vi Quỳnh Vi thì cũng là Cũng gần tỷ hoặc thì Thì Quỳnh Vi là 104 triệu lực chiến Đấy Các bạn thấy chưa Quỳnh Vi đúng là chuẩn đồ hình quốc dân luôn nha các bạn Thì với những cái uh, Xem của tốt Chúng ta học được cái gì thứ nhất là tốt là một meta khác chúng ta nhé các bạn nông dân meta khác này rồi tầm tầm vip khác này đây là tầm bot bot đánh với nhau là nó lại khác nữa vì thế uh, chúng ta chỉ nên học hỏi thôi không nên bi theo giống một trăm phần trăm theo giống một trăm phần trăm mà chúng ta sẽ chết bởi vì không có lực để bươi <laughs> các bạn các bạn nạp khoảng dưới một triệu một tháng thì không mình sẽ bót mình để học hỏi thôi nghĩa là bót sẽ là người chuột bạch cho mình ồ cái gì ngon thiên kỹ gì ngon à, kỳ vật gì xịn à, bót tại sao lại mang kỳ vật đó thì hôm sau mình sẽ phân tích sâu cho các bạn ví dụ như cái này chắc chắn các bạn phải xài này à, cái này thì chỉ có phe thánh hay xài thôi hoặc à, cà phê khác thế mình sẽ review cho à, đây là thánh nhá thánh thì thiên kỹ thì nó cũng khá giống nhau chúng ta sẽ xem các đồ hình khác đi ở top 3 cũng thánh đấy thì chúng ta có thể thấy này đây là 122 mê lạc chiến đây là 104 104 thế mà 122 lại đứng tục tư vậy thì chúng ta đặt câu hỏi là thánh nó vẫn rất là kỳ bá bá từ giờ cho đến sau không biết sau này nó ra một con tướng đỏ nào nó nó khác con ngủ không nữa thì may ra nó tạo ra sự khác biệt thì người đứng tiếp theo lại là hệ tiên ấy các bạn ấy, đây là một trong những cái thể tiên mới cho các bạn xem dương tiễn vậy thì các bạn ở uh, chơi hệ tiên các bạn cũng phải biết là ồ các bạn hệ tiên thì bù giống với thằng ngủ không vậy thì bạn nào chơi hệ tiên mà dương tiễn nam chính ấy, thì có thể tư duy là bi theo ngộ không giống của mình nghĩa là à, có cái này này rồi có thêm à, du long của cái tiểu bạch long nữa ấy Sực kỹ năng thiên kỹ tiểu bạch long đấy là được hoặc là lấy thái bạch kim tinh cũng được không sao ừ, cái này thì quá ngon có một cái đồ đỏ ôi bình thường sạm sát thương tấn công khá là đen nhỉ nếu mà cái này mà cho tấn công ấy cái này cũng cho tấn công phần trăm cái này bảo thương thì ngon rồi bởi vì giảm sát thương thì không tốt lắm đối với những đâm chính đã là đâm chính là mình phải khô máu luôn Ờ à, một là kẻ địch chết hai là mình chết thì à, bạn này chơi thêm cái gì đây nữa quân chân hiển thánh nha các bạn quân chân hiển thánh thì tăng sát thương Ờ à, cái này thì lưu đài ấy trả lưu đài mục tiêu hai hiệp kinh ấy các bạn ạ cái này lưu đài kinh ấy các bạn ạ. đấy thì các bạn tiên có thể tham khảo ở à, hàng nga hàng nga thì đi theo kiểu uh, búp các bạn ạ triệu hồi hình như chủ nick này bi nó không thế nào các bạn ạ. nếu mà bi mà chuẩn ấy Ví dụ như tố 1, top 2, top 3 Đi theo kiểu là ở hỗ trợ này, support này, ôm đam này Còn đây thì hầu như là Tại sao Hằng Nga lại gọi, gọi cái này lấy đam làm gì đúng không? Đấy, mình cũng đang thắc mắc Nếu mà Hằng Nga lấy cái choáng chẳng hạn Đấy, choáng thì bạn này cho bên này rồi Chúng là có rất nhiều kiểu Để cho các thiên kỹ để mình hỗ trợ thì không biết tại sao chủ nghĩa là lấy cái thiên kỹ đó Thì hôm sau mà mình làm series về tiên thì mình sẽ phân tích sâu sắc hơn cho các bạn Chúng ta sẽ uh, tiếp theo đó là Kaiser Kaiser là một đội hình minh giới Đấy, của xe vừa mình nhé 113 triệu Đấy, các bạn thấy chưa Chênh nhau thế mà hai ông này vẫn đứng đầu Các bạn thấy chưa Đấy, vậy thì chúng ta phải đặt câu hỏi là Thánh cực kỳ mạnh giai đoạn này Cũng như ở tất cả mọi giai đoạn hiện tại Nhiều lúc các bạn mình bởi vì thánh nó có cái đặc điểm là kỹ năng của nó hỗ trợ vào cho một đến hai con rất là dễ thì các hệ khác thì nó sẽ đam nó lan tàn lan hơn à, bạn này thì lấy uh, mạnh bà làm uh, biến hình biến hình mạnh bà uh, đâm chính là có thiên thủ yêu cơ là một uh, bạch cột tinh Bạch của Tinh cũng đam chính. Bạch của Tinh lấy vong hồn bái độ là quá đúng rồi. Đấy. À, bạch của Tinh có vẫn chưa có thần thăm kia. Rồi à, Diêm Vương. Diêm Vương thì lấy chóng với bất tử. Chuẩn đấy các bạn ạ. Đấy, mình chuyển thế này cho các bạn vừa xem được Lấy thần thông dương tiễn nữa các bạn Bỏ qua phòng thủ quá ngon luôn Cái này thì khá là ngon Cái này thì tôn của không sau mình cũng phải lấy đây các bạn xem được thần thông luôn Ờ, à, mình check qua thần thông của nam được trai bây giờ là gì Đây Kinh thần thông hòa nhãn kim tinh và nhái khi chịu trạng thái không chế có 70 năm đỡ sau đó chống đỡ thành công tỷ lệ nghĩa là khi mà bị choáng hoặc hiệu ứng hất tung hay hiệu ứng không cho tất cả các hiệu ứng ấy thì nó có cái việc là 75% mươi chống đỡ nó kinh đấy các bạn ạ nghĩa là 75 50 giảm theo mỗi lần giảm 25 kinh đấy các bạn ạ Vậy thì sau này mình bắt buộc phải lấy cái này Lấy cái này Cái lam tỷ bà thì mình đang suy nghĩ Nếu mà mình có gì mình phải Nếu mà tim bịch mà có một chỗ tim giảm nổ Thì mình phải cho cái cộng nổ một đầu Bởi vì để cho ngủ không mà ra kỹ năng càng chậm thì càng nguy hiểm Ngủ không mà ra được trước thì càng tốt Mình đang nói với tư duy là nông dân nhâm beta của tầng nông dân dưới Nông dân dưới một triệu ấy Ok, chúng ta sẽ đi vào cái trọng tâm tiếp theo nữa là về lịch sử đấu. Mình xem cái chiến báo đi. Ở à, đây là chiến báo của Nick mình. Thì các bạn có thể thấy nhé. Nick mình xem cái phòng thủ đi. Phòng thủ là cái chuẩn nhất bởi vì phòng thủ là lúc là người mình bị đánh. Mình đang ở thế bị động. Mà mình đang ở thế bị động nhé. Các bạn có thể thấy ở à, một người một triệu năm, 15 triệu 15 triệu mà đánh mình Mà vẫn bị thua Đấy các bạn thấy chưa Mình đang 12 triệu nhé Đấy mà vẫn bị thua đấy các bạn Rồi đây 12 triệu bằng nhau mình lại thắng Đấy Thì dưới này nói chung là nick mình mới úp Nói chung là các bạn xem nick mình thì sẽ biết thôi Ờ à, Đâu nhỉ đối quyết định cao Đây rồi Thì uh, chúng ta sẽ xem trận của lây gần và cai sơ như các bạn thì hiện tại lây gần là minh thánh còn cây sơ là minh giới thì chúng ta sẽ xem trận này nha các bạn còn trần của nam đẹp trai với kia thì nó uất chỉnh quá các bạn chúng ta xem trận này đi Đấy các bạn ơi, Meta vẫn đang ở, đang ở Meta siêu đam đấy, các bạn ơi. Win trong một lượt luôn các bạn ơi Nghĩa là hiện tại nó Nó kiểu nó có nhiều đồ đam quá ấy. Đấy Với các bot mà như thế này Thì Nếu mà những trường hợp này xảy ra ấy Cái gì ngon nhất Nghĩa là những cái gì mà hỗ trợ Ví dụ như Được cái này mà ngon Ví dụ như cho Nguyệt lão vào chẳng hạn đúng không Nguyệt Lão là thằng Nam đúng không? Thế mới bảo tại sao Nguyệt Lão nó lại chỉnh trò như thế Bên kia không có cửa luôn các bạn Đáng sợ Không biết là lên khoảng 500 triệu lực chiến thì nó có thay đổi cục diện không? Chứ 200 triệu không ăn thua đâu các bạn ơi Đây cậu cu và lây gần Cậu cu 120 triệu nhé Một bên 100 triệu đi căng thẳng này các bạn có khi uh, cai sư thua mất các bạn ạ bên kia cà phê hỗ trợ bụp màu kinh ấy các bạn à bụp bụp giác kinh ấy bên kia thì mất tâm chính thiên uh, dương tiến rồi các bạn hơi căng này đấy cứ mỗi lần chết là ngủ không hồi lên máu các bạn cứ có người chết là ngủ không hồi máu rất là sợ đấy sợ thật nó lật kèo gì các bạn kìa nó đầy máu rồi sợ vậy thì việc sắp tới mình mình nhìn như thế này mình có thể biết là sắp tới mình lấy cái thiên kỹ đỏ ra khoảng hai ba ngày nữa thì mình sẽ kinh khủng như thế nào lâu quá nhỉ ui nó vãi bị choáng rồi đen đấy có khi thua thật các bạn tôi thua rồi thì thua ok à, vậy là lây ly gần thua nghĩa là hai bên này cân bằng này các bạn ạ mà bạn này à, bởi vì bạn 120 triệu này mà cũng không leo lên được chúng ta sẽ thêm cai sơ và cầu cu nhé Kaiser, sơ cầu cu nghĩa là minh giới và tiên Hề yêu thì hiện tại chưa có nha Chưa có lột tốt Nhưng ở ở mức tung bình khái Thì hệ yêu, yêu đang mạnh nha các bạn Hiện tại ngán hệ yêu lắm Hoặc có cái thằng Thằng sần kia nó mạnh lắm Ngân giác ấy. Tôi mình thấy thế này Thấy Dương Tiễn Thắng được các bạn trùm bụt sáp kìa thôi dương tiến thánh nhìn 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 bên minh giới nó nó tù các bạn nhỉ không có đây là gọi là thắng toàn diện Tìm các bạn mới hiểu minh giới nó nó gặp tiền nó bị <laughs> thắng toàn diện luôn các bạn nhé Thế gọi là thắng toàn diện luôn mà mà 113 triệu đánh với 120 triệu chứ đâu phải tranh nhau quá ít đâu ấy chả bàn này giỏi nhỉ bạn này mà Bạn này tiền tiên 40 triệu Mà đánh được với 100 triệu ta nó ghép à Chắc là bạn này ranh cao đấy các bạn ạ xv ừ, Chắc vậy thôi à, Mình sẽ Cho các bạn xem cái link mạch Của Server mình Ờ à trong môn Dathnic à đang ở vị trí thứ nhất các bạn nhé. Trong khi đó thì Bạch xếp hạng thì trong môn đây Dathnic thứ nhất à Rana Rock, Rana Rock sao con cướp nhỉ. Chắc là cũng có 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 cái thỏa thuận giữa hai bên rồi. Với một mình Nam đẹp trai này, Nam đẹp trai đủ sức càn hết tất cả các bạn. Ui, <laughs> Nam đẹp trai này một mình Uh, cân hết cả server này 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 người uh, 7 người uh, 6 người 6 người tốt, từ top 2 đến top 7 Từ vào Darkness Mà trong khi đó ra Ra rốc này Thì chỉ có một bạn top 10 nữa Căng này, căng này các bạn Bức gì mình nhập vào đấy <laughs> Tông môn của mình hiện đang hạng 13 ờ, Sắp tới thì chắc tối nay mình sẽ xem suy nghĩ chuyển qua tông môn khác Bởi vì nick mình thì đang vui theo hướng PVP đánh nhau nên lực chiến mình cũng không quan trọng lắm Nên hơi nhìn hơi phẹt Thôi thì chắc là xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video clip tiếp thôi. theo nhé Xin chào